vào những tuần đầu năm 2024, khi cuộc chiến thảm khốc ở dải Gaza bắt đầu lan rộng ra toàn khu vực. Sự ổn định của Trung Đông dường như một lần nữa trở thành trung tâm trong chương trình nghị sự về chính sách đối ngoại của Mỹ. Trong những ngày đầu tiên sau cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 của Hamas, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã triển khai hai nhóm tấn công tàu sân bay và một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đến Trung Đông. Trong khi đó, một loạt quan chức cấp cao của Mỹ bao gồm cả Tổng thống Joe Biden bắt đầu thực hiện các chuyến đi cấp cao đến khu vực. Sau đó, khi cuộc xung đột trở nên khó kiềm chế hơn, Mỹ đã tiến xa hơn. Đầu tháng 11, để đáp trả các cuộc tấn công vào quân nhân Mỹ ở Iraq và Syria của các nhóm được Iran hậu thuẫn, Mỹ đã tiến hành tấn công vào các địa điểm vũ khí ở Syria do lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sử dụng. Vào đầu tháng 1, lực lượng Mỹ đã giết chết một chỉ huy cấp cao của một trong những nhóm này ở Baghdad. Vào giữa tháng 1, sau nhiều lần Houthi tấn công vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ, Mỹ và Vương quốc Anh đã bắt đầu một loạt cuộc tấn công vào các thành trì của Houthi ở Yemen. Theo bài phân tích được đăng tải trên Foreign Affairs của hai chuyên gia quan hệ quốc tế Dalia Dastagaye và Salman Vakil, dù phô trương sức mạnh như thế, nhưng nếu đặt cược vào việc Mỹ sẽ cam kết cung cấp các nguồn lực ngoại giao và an ninh lớn cho Trung Đông trong dài hạn, thì đây không phải là điều khôn ngoan. Và vấn đề mâu thuẫn của Trung Đông hiện nay chỉ có Trung Đông mới có thể giải quyết được. Hãy cùng tìm hiểu các phân tích của chuyên gia này đối với khả năng giải quyết khủng hoảng của chính Trung Đông trong chương trình Điểm Nóng Quốc tế hôm nay. Thưa quý vị, có thể nói sự kiện ngày 7 tháng 10 đã khiến Mỹ phải dừng bước trong việc rút khỏi Trung Đông, khi cuộc khủng hoảng hiện tại buộc Mỹ phải tham gia quân sự trực tiếp hơn. Tuy nhiên, cũng có điều đáng chú ý là cuộc chiến ở Gaza không dẫn đến những thay đổi đáng kể trong định hướng chính sách cơ bản của Washington. Theo Kaye và Vakin, chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy việc bình thường hóa quan hệ với Ả Rập Xê Út, bất chấp sự phản đối của Israel đối với việc thành lập một nhà nước riêng cho người Palestine, điều kiện mà Ả Rập Xê Út đã đưa ra. Và các quan chức Mỹ dường như khó có thể chấm dứt nỗ lực nhằm đưa Mỹ ra khỏi các cuộc xung đột ở Trung Đông. Động lực ngày càng phức tạp của cuộc chiến có thể khiến Mỹ càng ít mong muốn can dự vào khu vực hơn. Việc tăng cường các cam kết ở Trung Đông cũng khó có thể là một chiến lược mang lại chiến thắng cho cả hai đảng chính trị Mỹ trong năm bầu cử quan trọng này. Tất nhiên, Mỹ sẽ tiếp tục can dự vào Trung Đông nếu các cuộc tấn công bằng tên lửa và lực lượng Mỹ khiến công dân nước này thiệt mạng, hoặc nếu xảy ra cuộc tấn công khủng bố liên quan đến cuộc xung đột ở Gaza giết chết dân thường Mỹ. Điều đó có thể buộc Mỹ phải can dự quân sự lớn hơn mức mà chính quyền mong muốn. Nhưng việc chờ đợi Mỹ dẫn đầu trong việc quản lý hiệu quả tình hình ở Gaza và mang lại hòa bình lâu dài ở Trung Đông sẽ là chuyện không thể. Nhưng điều này không ý nghĩa là các cường quốc toàn cầu khác sẽ thay thế Mỹ. Cả các nhà lãnh đạo châu Âu và Trung Quốc đều không thể hiện nhiều sự quan tâm cũng như khả năng đảm nhận công việc này, ngay cả khi ảnh hưởng của Mỹ suy yếu. Với thực tế này, các cường quốc trong khu vực, đặc biệt là các nước láng giềng Ả Rập của Israel là Ai Cập và Jordan, cùng với Qatar, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, vốn đã phối hợp kể từ khi chiến tranh bắt đầu, cần phải khẩn trương đẩy mạnh và giải quyết vấn đề, xác định một con đường chung ở phía trước. Việc tìm kiếm điểm chung sau cuộc tấn công ghê gớm vào ngày 7 tháng 10 của Hamas và chiến dịch tàn khốc của Israel ở Gaza sẽ đặc biệt khó khăn. Và cuộc chiến càng kéo dài thì nguy cơ rạn nứt trên diện rộng trên khắp Trung Đông càng lớn. Nhưng trong những năm trước, các cuộc tấn công, cả các quốc gia Ả Rập và Phi Ả Rập đều cho thấy tiềm năng của các hình thức hợp tác mới nhằm thiết lập lại các mối quan hệ lớn trong khu vực. Ngay cả sau nhiều tháng chiến tranh, nhiều mối quan hệ trong số này vẫn còn nguyên vẹn. Giờ đây, trước khi xu hướng này đảo ngược, các chính phủ này phải cùng nhau xây dựng các cơ chế lâu dài để ngăn chặn xung đột và cuối cùng là đạt được hòa bình. Điều khẩn cấp nhất là các cường quốc trong khu vực phải hỗ trợ một tiến trình chính trị có ý nghĩa giữa người Israel và người Palestine, nhưng họ cũng nên thực hiện các bước quyết định để ngăn chặn thảm họa tương tự xảy ra lần nữa. Đặc biệt, họ nên tìm cách thiết lập các thỏa thuận an ninh khu vực mới và mạnh mẽ hơn để có thể mang lại sự ổn định dù có hoặc không có sự lãnh đạo của Mỹ. Việc thành lập diễn đàn thường trực về an ninh của Trung Đông đã diễn ra quá trì trệ. Việc bắt lấy cơ hội từ bi kịch hiện nay sẽ đòi hỏi các bên phải làm việc chăm chỉ và cam kết ở cấp chính trị cao nhất. Tầm nhìn này ngày nay có vẻ xa vời, nhưng các nhà lãnh đạo Trung Đông vẫn có tiềm năng ngăn chặn vòng xoáy bạo lực và chuyển khu vực theo hướng tích cực hơn. Bất chấp sự thất vọng ngày càng tăng đối với chính quyền ông Biden vì không có hành động quyết đoán để chấm dứt chiến tranh, một số nhà lãnh đạo Ả Rập
cùng với những bên ủng hộ sự can thiệp của Washington, có thể mong muốn được thấy Mỹ trở lại ở Trung Đông. Phản ứng nhanh chóng về mặt ngoại giao và quân sự của chính quyền ông Biden, cũng như việc họ sẵn sàng sử dụng vũ lực chống lại các nhóm liên kết với Iran, đã cho thấy rằng khu vực này một lần nữa trở thành trung tâm của những lo ngại về an ninh quốc gia của Mỹ. Trên thực tế, về mặt sức mạnh quân sự, Mỹ chưa bao giờ rời bỏ. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công ngày 7 tháng 10, hàng chục ngàn lực lượng Mỹ đã đóng quân trong khu vực và Washington tiếp tục duy trì các căn cứ quân sự lớn ở Bahrain và Qatar, cũng như các hoạt động triển khai quân sự nhỏ hơn ở Syria và Iraq. Nhưng hoạt động quân sự và ngoại giao của Mỹ kể từ ngày 7 tháng 10 đã không tạo được niềm tin. Trước hết, nỗ lực của chính quyền nhằm ngăn chặn cuộc xung đột lan rộng mang tính chất hỗn tạp. Tại một trong những điểm nóng đáng lo ngại nhất, cuộc xung đột sôi sục giữa Israel với Hezbollah ở biên giới Liban, Washington đã không thể ngăn chặn bạo lực ngày càng gia tăng ở cả hai bên. Cùng với thương vong đáng kể về quân sự và dân sự, hàng chục ngàn dân thường đã buộc phải sơ tán khỏi các thị trấn ở miền Bắc Israel và miền Nam Liban. Hezbollah cho đến nay vẫn từ chối rút lực lượng khỏi biên giới để nhận lấy các ưu đãi kinh tế. Và Israel, quốc gia đã ám sát một quan chức hàng đầu của Hamas ở Beirut, đã báo hiệu rằng thời gian dành cho ngoại giao không còn nhiều. Trong khi đó, Mỹ đã phải đối đầu với áp lực quân sự từ các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Iraq, Syria và Yemen. Kể từ khi bắt đầu chiến tranh, lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria đã phải đối mặt với hơn 150 cuộc tấn công từ nhóm này. Và bất chấp một loạt cuộc tấn công trả đũa của Mỹ và Vương quốc Anh, Washington vẫn không thể chấm dứt các cuộc tấn công không ngừng nghỉ bằng tên lửa và máy bay không người lái của Houthi ở Biển Đỏ. Hiện tại, người Houthi đã có thể gây ra sự gián đoạn đáng kể đối với thương mại quốc tế, buộc các công ty vận tải lớn phải tránh kênh đảo Suez. Đáng chú ý, những nỗ lực của Mỹ nhằm củng cố một lực lượng hàng hải đa quốc gia để chống lại mối đe dọa đã không thể thu hút được các đối tác trong khu vực như Ai Cập, Jordan và Ả Rập Xê Út. Theo hai chuyên gia Kaye và Vakin, khi đòn bẩy quân sự của Mỹ giảm đi, sức mạnh ngoại giao của nước này cũng suy yếu thay vì thể hiện quyết tâm. Các chuyến thăm liên tục của các quan chức chính quyền cấp cao tới khu vực đã chứng tỏ Mỹ ít có ảnh hưởng đến mức nào. Trong những tháng đầu của cuộc chiến, một trong những thành tựu rõ ràng của chính quyền là tạm dừng giao tranh một tuần vào cuối tháng 11, thả hơn 100 con tin Israel và nước ngoài, cũng như là cung cấp viện trợ nhân đạo khiêm tốn cho Gaza. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, sự hòa giải của Qatar và Ai Cập vẫn rất quan trọng. Mặt khác, Mỹ đã không sẵn lòng kêu gọi ngừng bắn và chính sách ngoại giao công chúng của chính quyền ông Biden hầu như chỉ giới hạn ở những nỗ lực khoa trương nhằm kiềm chế những quyết định nặng nề từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và chính phủ của ông. Chính quyền đã lên tiếng nhiều hơn trong việc thúc đẩy các ý tưởng hòa bình trong tương lai, tập trung vào sự lãnh đạo của chính quyền Palestine, vốn hứa hẹn sẽ được hồi sinh ở bờ Tây và Gaza, cũng như sự sụp đổ của khu vực để tái thiết Gaza. Nhưng các cường quốc trong khu vực, đặc biệt là các quốc gia Ả Rập giàu có ở vùng Vịnh, đã nói rõ rằng họ sẽ không tán thành những kế hoạch này nếu nhà nước Palestine không được thành lập. Sau khi các quan chức Mỹ bắt đầu phát biểu công khai hơn về giải pháp hai nhà nước, ông Netanyahu đã thẳng thừng bác bỏ khả năng này và nhấn mạnh rằng Israel phải duy trì toàn quyền kiểm soát an ninh đối với các khu vực của người Palestine. Ngay cả các quan chức Israel theo đường lối ôn hòa cũng bày tỏ sự ngạc nhiên rằng Mỹ đang thúc đẩy các sáng kiến hòa bình trong khi cuộc chiến tổng lực chống lại Hamas vẫn đang tiếp diễn. Mỹ sẽ tiếp tục là một nước đóng vai trò quan trọng trong khu vực nhờ vào sức mạnh quân sự và mối quan hệ tuyệt vời với Israel. Nhưng mọi sự kỳ vọng rằng Washington sẽ có thể đạt được một thỏa thuận lớn để chấm dứt dứt điểm xung đột Israel-Palestine đều không phù hợp với thực tế của Trung Đông ngày nay. Thay vào đó, những đột phá ngoại giao lớn có nhiều khả năng đến từ và phụ thuộc vào chính khu vực này. Hậu quả của việc suy giảm ảnh hưởng của Washington ở Trung Đông không chỉ giới hạn ở cuộc xung đột hiện nay, khi sự tham gia của Mỹ trong khu vực giảm sút trong những năm trước. Các cường quốc lớn trong khu vực đã tăng cường đều đặn nỗ lực của họ nhằm định hình và thiết lập các thỏa thuận an ninh. Bắt đầu từ năm 2019, các chính phủ trong khu vực đã bắt đầu hàn gắn các mối quan hệ căng thẳng trước đây. Sự tái thiết lập khu vực một cách bất thường này không chỉ được thúc đẩy bởi các ưu tiên kinh tế vượt qua những xung đột trước đây vốn làm gián đoạn hay kìm hãm thương mại và tăng trưởng, mà còn bởi nhận thức rằng mối quan tâm của Washington trong việc quản lý các xung đột ở Trung Đông đang suy yếu. Hay lấy ví dụ về sự xích lại gần nhau giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran. UAE chính thức nối lại quan hệ ngoại giao với Tehran vào năm 2022, mở đường cho Ả Rập Xê Út làm theo. Vào tháng 3 năm 2023, các kình địch lâu năm là Ả Rập Xê Út và Iran tuyên bố rằng họ đang nối lại mối quan hệ, theo một hiệp định do Trung Quốc làm trung gian sau nhiều tháng đàm phán.
Trong khi đó, vào năm 2021, Bahrain, Ai Cập, Ả Rập Xê Út và UAE đã chấm dứt lệnh phong tỏa kéo dài 3 năm rưỡi đối với Qatar. Nguyên nhân chủ yếu là do Qatar ủng hộ các nhóm anh em Hồi giáo, mối quan hệ chặt chẽ của nước này với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng lúc đó, UAE và Ả Rập Xê Út đã hòa giải với Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia mà trước đây họ đã xa lánh để đáp lại việc Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Qatar và các nhóm liên kết với tổ chức anh em Hồi giáo. Và vào tháng 5 năm 2023, các nhà lãnh đạo Ả Rập đã mời Tổng thống Syria Baha Ozazet trở lại Liên đoàn Ả Rập, đánh dấu sự kết thúc hơn một thập kỷ cô lập trong cuộc nội chiến tàn khốc ở Syria. Một khía cạnh khác của việc thiết lập lại khu vực này là việc Israel bình thường hóa quan hệ với một số chính phủ Ả Rập. Hiệp định Abraham 2020, Bahrain, Maroc và UAE đã đồng ý thiết lập quan hệ chính thức với Israel, tạo cơ hội cho quan hệ kinh tế và thương mại mới. Đáng chú ý, một trong những mục tiêu của hiệp định là mở đường cho các mối quan hệ an ninh trực tiếp mới giữa Israel và thế giới Ả Rập. Về lý thuyết, cuộc chiến thảm khốc ở Gaza dường như sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng trong việc tái thiết lập Trung Đông. Trong hầu hết các trường hợp, các mối quan hệ khu vực mới được thiết lập vẫn còn mong manh và chưa giải quyết được các vấn đề gai góc như phổ biến vũ khí, việc UAE tiếp tục ủng hộ các nhóm chiến binh ở Libya và Sudan, sự ủng hộ của Iran cho các nhóm dân quân phi chính phủ có vũ trang trên toàn khu vực và sự ủng hộ của Syria, sự tham gia ngày càng tăng của các nhóm được Iran hậu thuẫn từ Hezbollah và Houthi đến các lực lượng dân quân khác nhau ở Syria và Iraq có khả năng tạo ra những rạn nứt mới giữa Iran và các quốc gia vùng vịnh. Tuy nhiên, cho đến nay, các cơ chế tái tổ chức mới nổi đã tỏ ra bền vững một cách đáng ngạc nhiên. Thay vì làm chệch hướng mối quan hệ giữa Iran và Ả Rập Xê Út, cuộc chiến ở Gaza dường như đã củng cố thêm cho họ. Vào tháng 11 năm 2023, Tổng thống Iran Raisi đã tham gia một cuộc họp chung hiếm hoi của Liên đoàn Ả Rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo do Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman chủ trì tại Riyadh. Vài tháng sau, các nhà lãnh đạo Iran và Ả Rập Xê Út đã gặp nhau tại Bắc Kinh để thảo luận về chiến tranh Gaza. Trong khi đó, mối quan hệ ngoại giao giữa Israel và các đối tác Hiệp ước Abraham cho đến nay vẫn được giữ vững. UAE đã nói rõ rằng họ coi đối thoại với chính phủ Israel ngay cả cuộc khủng hoảng hiện nay là một cách quan trọng để đạt được tiến bộ trong giải pháp chính trị giữa Israel và Palestine. Và mặc dù Quốc hội Bahrain đã lên án cuộc tấn công kéo dài vào Gaza, nước này vẫn chưa chính thức cắt đứt quan hệ với Israel. Đối với cả hai quốc gia Ả Rập, bình thường hóa không chỉ là tăng cường mối quan hệ kinh tế với Israel mà còn củng cố mối quan hệ chiến lược với Mỹ. Vì bất chấp việc Washington đang rời xa khu vực trong những năm gần đây, các quốc gia Ả Rập ở vùng vịnh vẫn tìm kiếm sự đảm bảo và bảo vệ an ninh của Mỹ. Vào tháng 1 năm 2022, ông Biden đã chỉ định Qatar là đồng minh lớn ngoài NATO và vào tháng 9 năm 2023, Bahrain và Mỹ ký một thỏa thuận nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược. Chắc chắn cuộc chiến cũng đã tạo ra những trở ngại mới cho hợp tác khu vực, đặc biệt là khi liên quan đến Israel và các nước láng giềng. Cả Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan đều đã rút đại sứ khỏi Israel và các chuyến bay thẳng giữa Israel và Maroc cũng đã dừng vào tháng 10. Vào giữa tháng 1, các cuộc tấn công tên lửa trực tiếp của Iran và Iraq, Pakistan và Syria nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Israel và cuộc tấn công của IS vào thành phố Kerman của Iran đã làm gia tăng căng thẳng hơn. Hiện tại, có nhiều dấu hiệu cho thấy các nhà lãnh đạo Trung Đông đang tìm cách vượt qua những tranh chấp này. Ví dụ, để quản lý áp lực kinh tế ngày càng tăng và tình trạng bất ổn trong nước, Iran đã dành ưu tiên mới cho các mối quan hệ kinh doanh và thương mại trong khu vực không chỉ với các quốc gia Ả Rập vùng vịnh mà còn với Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Trung Á, cũng như Trung Đông và Nga. Điều này chỉ ra những động lực thực tế thúc đẩy thông điệp của Tehran rằng nước này đang tìm cách tránh can dự trực tiếp vào cuộc xung đột ở Gaza, dù đang ủng hộ cho nhiều nhóm ủy nhiệm khác nhau. Nhưng khi các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng gia tăng khắp khu vực trong bối cảnh không có lệnh ngừng bắn ở Gaza, các tính toán của Iran rất có thể sẽ thay đổi. Trong số những thực tế khó khăn mà cuộc chiến ở Gaza đã bộc lộ, một trong những thực tế rõ ràng nhất có thể là giới hạn sức mạnh của Mỹ. Dù được mong muốn đến mức nào, Mỹ khó có thể mang lại sức mạnh mang tính quyết định hoặc đòn bẩy cần thiết để thúc đẩy thỏa thuận lâu dài giữa Israel và Palestine. Điều này sẽ tùy thuộc vào các nhà lãnh đạo và nhà ngoại giao của Trung Đông bằng cách thu hút sự chú ý và năng lực ngoại giao của khu vực. Cuộc chiến đã mang lại cơ hội hiếm có cho các hình thức hợp tác lãnh đạo mới. Mặt khác, sự kiện ngày 7 tháng 10 vẫn chưa làm thay đổi các xu hướng trong khu vực, nhưng thời gian để tận dụng việc tái thiết lập này có lẽ sẽ không còn nhiều. Các quốc gia Ả Rập hàng đầu cùng với các cường quốc trong khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ phải nắm bắt thời cơ để duy trì một số mối quan hệ đã có trước Gaza. Trung Đông đang phải đối mặt với thời điểm tính toán nếu khu vực này bị tê liệt bởi cuộc đổ máu kinh hoàng ở Gaza. Nó có thể rơi vào khủng hoảng và xung đột hơn nữa, hoặc có thể sẽ phải bắt đầu xây dựng một tương lai hoàn toàn khác. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm Nóng Quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin kế tiếp.